Xin chào các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với phần review. Ở đây review là sau unit 1, 2, 3. Đầu tiên chúng ta hãy đến với phần language. Chúng ta sẽ đến với phần language. Ở đây chúng ta sẽ đến với các kiến thức. Thứ nhất, liên quan đến phát âm, từ vựng và ngữ pháp. Practice saying the conversation. Chúng ta hãy nghe, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là làm các cái bài tập liên quan. Đầu tiên, Listen and complete the conversation. nghe và điền đoạn hội thoại. What's it like living in a skyscraper? It's great. I can enjoy the best views of the city from my sofa. Do you have a balcony? No, I don't. But I have huge windows. Đây chúng ta thấy cái phần nghe này, các cái từ vựng nó cũng không quá khó đúng không nào? Nó sẽ dẫn nhập đến phần tiếp theo của chúng ta. Đó là phần Underline the weak forms of the auxiliary verbs. Circle the contracted forms. Ở đây chúng ta hãy gạch chân cái âm yếu của trợ động từ. Chúng ta có các trợ động từ đúng không ạ? Ví dụ như là từ can, từ do, từ does. Thì nó sẽ được phát âm yếu hoặc âm mạnh tùy từng trường hợp. Sau đó em có một động tác nữa là circle the contracted forms, khoanh tròn vào cái hình thức mà nó được rút gọn. Ví dụ cái từ đấy được rút gọn thì chúng ta sẽ khoanh tròn. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lại các câu vừa nãy nhé. What's it like living in a skyscraper? It's great. I can enjoy the best views of the city from my sofa. Do you have a balcony? No, I don't. But I have huge windows. Rồi, ở đây chúng ta thấy là cái từ watch ở đây khoanh tròn, tức là cái hình thức này nó đã bị rút gọn. Watch chúng ta đọc liền luôn của động từ đây là is đúng không ạ? Tiếp theo từ is và từ don't, tức là âm gọi là rút gọn đấy, viết tắt đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc với các trợ động từ đây, chúng ta sẽ đọc đọc dạng yếu của nó là I can đúng không ạ? Do you hoặc là I have. Ở đây chúng ta thấy cái phần giải thích ạ. Ở đây chúng ta sẽ đọc là gì đây ạ? I can, do you, đúng không? Và đây là no, I don't, but I have. Chúng ta đọc I have. Mark the consonant to vowel linking. Chúng ta sẽ đánh dấu cái sự nối âm giữa phụ âm và nguyên âm nhé. Đây chúng ta hãy nối âm ạ. What's it like living in a skyscraper? It's great. I can enjoy the best views of the city from my sofa. Do you have a balcony? No, I don't. But I have huge windows. À, ở đây chúng ta thấy là còn cái nối âm như sau. Được chưa? Ở đây chúng ta thấy này. What is it? Okay. Inner. I can enjoy. Okay. Can enjoy. Beautiful, have a, but I, okay, but I have a, okay. Chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng. Vocabulary. Choose the best answers. Ở đây chúng ta hãy chọn cái đáp án đúng nhất nhé. Cái phần từ vựng liên quan đến các unit của chúng ta. Chúng ta thấy ở câu đầu tiên, nếu bạn muốn giữ được sức khỏe tốt, bạn nên có một chế độ ăn uống cân bằng, a balanced diet, và cái gì đó thường xuyên. Từ đây chúng ta sẽ chọn động từ là workout, tức là tập thể dục đúng không ạ? Tập thể dục, tập luyện một cách đều đặn thường xuyên. Check out ở đây có nghĩa là nhổ, nhổ cái gì đó đi. Speak out, nói to, và stand out là nổi trội. Tiếp theo number 2, for a healthy diet, cho một cái chế độ ăn tốt cho sức khỏe. You should, bạn nên làm gì đúng không ạ? You should, ở đây chúng ta sẽ chọn cụm động từ cut down on sugar and eat more vegetables. Với một chế độ ăn tốt cho sức khỏe thì bạn nên cắt giảm đường và ăn nhiều rau củ quả. Chúng ta thấy các động từ khác, ví dụ như take on là đảm nhiệm, go on là tiếp tục và cut with. Ở đây chúng ta cũng nghĩa từ này. Number 3, many experts believe that good transport will solve traffic problems in big cities.
Rất nhiều chuyên gia tin rằng, đúng không ạ? Rất nhiều chuyên gia tin rằng cái gì đó tốt, phương tiện gì đó tốt sẽ giúp giúp giảm các cái vấn đề về tắc nghẽn giao thông, đúng không ạ? Vấn đề về giao thông, vậy đó là cái public transport, phương tiện công cộng. Ở đây các cái phương tiện cá nhân thì chưa đúng ạ. Number four, mọi người cảm thấy an toàn trong khu vực này bởi vì cái gì đó được lắp đặt mọi nơi. Vậy chúng ta thấy ở đây chúng ta cảm thấy là an toàn bởi vì là chúng ta có cái smart sensors, những cái cảm biến điện tử, đúng không? Number five, mọi người của những thế hệ khác nhau, generations, thường gì đó với nhau. Vậy tức là thường có gì đó đã khác nhau thì thường sẽ sinh ra những cái gọi là bất đồng, mâu thuẫn, đúng không ạ? Chúng ta có cụm là coming to conflict, cũng sẽ đi dẫn đến những cái sự mâu thuẫn với nhau. Number six, my brother is a two. Anh trai của tôi là một cái gì đó, người gì đó. Anh ấy lớn lên với công nghệ, bắt đầu sử dụng công nghệ. Vậy chúng ta có một cụm là digital native, tức là một người rất là am hiểu, gọi là sinh ra đã biết về công nghệ đấy. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đó là phần two. Hãy giải câu đố chữ. Hàng hàng dọc và hàng ngang, đúng không ạ? Hàng dọc. Câu số 1. Hồng Kông aims to replace the old high-rise buildings with sustainable. Hồng Kông có mục đích là thay thế những cái tòa nhà cao tầng cũ với cái gì đó rất bền vững. Thì ở đây chúng ta có ở câu số 1. Đó là, ở đây là skyscrapers, những cái tòa nhà chọc trời đấy ạ. Number two, the high cost of living is a problem for many cities. Chi phí sống cao ở thành phố là một vấn đề đối với các cái cư dân thành phố, đúng không ạ? City dwellers. Năm hàng ngang chúng ta có number three, thanks to the new, ở đây là new, his health has improved quickly. Nhờ vào cái gì mới, đúng không ạ? Chúng ta thấy ở đây là treatment, cái phương pháp điều trị mới, sức khỏe của anh ấy đã cải thiện đáng kể. Number four, thật là quan trọng để cải thiện cái giá trị văn hóa từ các đời này qua đời khác. Ở đây chúng ta nhớ là có số nhiều nhé. It is important to pass cultural values from one generation to the next. Number five, nhiều cha mẹ hạn chế cái gì đó của con cái ít hơn 2 tiếng mỗi ngày. Vậy đó là cái screen time, đó là thời gian xem máy tính đấy, xem các cái phương tiện máy tính, điện thoại. Number six. If you want to build off your muscle, you need to live with. Nếu bạn muốn xây dựng cơ bắp của bạn, đúng không? Strength. Ở đây cần danh từ cái sự khỏe mạnh của cơ bắp. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần ngữ pháp. Hãy hoàn thành các câu với dạng đúng của động từ. Từ đây chúng ta sẽ dựa vào các cái thì hoặc là cấu trúc. Chúng ta hãy cùng đến với từng câu. Câu số 1, dấu hiệu của chúng ta là 10 years ago, là quá khứ đơn. Vậy chúng ta sẽ ở đây là thúc ấp, bắt đầu một môn thể thao mới. Number 2, có từ just, vậy là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta sẽ là has just decided. Vừa mới quyết định, chính phủ vừa mới quyết định tăng thuế lên đồ ăn nhanh. Number 3, since là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Sau since chúng ta sẽ chỉ qua chia thì quá khứ đơn. Với còn lại chúng ta sẽ chia thì hiện tại hoàn thành. Have won, đúng không ạ? Number four, vào thế kỷ 21, cái ý tưởng của thành phố thông minh. Chúng ta thấy là chúng ta sẽ chia ở đây. Bắt đầu của thế kỷ 21. Thế kỷ 21 thì bây giờ đã trôi qua được một thời gian rồi. Vậy là đầu thế kỷ 21 chúng ta sẽ chia thì quá khứ nhá. Cái thời điểm bắt đầu ạ. Number 5, so far là của hiện tại hoàn thành. Vậy chúng ta sẽ chia là have received. Số lượng chủ ngữ số nhiều. Vậy chúng ta sẽ chia động từ là have. Number 6, I had already shown. Tôi đã chỉ cho bà tôi cách sử dụng điện thoại thông minh của bà. Đúng không ạ? Hiện tại hoàn thành. Xin mời các em cùng đến với phần tiếp theo liên quan đến các từ nối. Vậy thì chúng ta thấy là các động từ nối. Sau look thì ở đây chúng ta sẽ cộng tính từ là từ angry. Number 2,
Tôi nghĩ về việc bắt đầu tập yoga, tôi cảm thấy stress những ngày gần đây. Vậy ở đây cái từ think nó là động từ chỉ sự tại cái thời điểm này, tại câu này nó chỉ cái sự suy nghĩ, hành động, action. Vậy chúng ta chia tại diễn và về sau chia tính từ I feel stress. Number three, bạn có nhớ về cái người này không? Cô ấy là một huấn luyện viên yoga rất tốt. Vậy chúng ta sẽ dùng bình thường thôi. Do you remember? Bạn có nhớ ra? Number four, giao thông đang ngày trở nên tệ hơn. Bạn nghĩ là chúng ta nên làm gì? Vậy thì chúng ta thấy là đang trở nên tệ hơn, nhấn mạnh vào cái quá trình tiếp diễn đúng không ạ? Và chia là is getting. Và what do you think? Bạn nghĩ gì? Ở đây người ta không muốn nhấn về hành động, chỉ muốn nói là suy nghĩ gì về điều đó thôi. Bây giờ xin mời các em đến với phần tiếp theo, đó là các kiến thức liên quan đến các modals, đó là các động từ khuyết thiếu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần lý thuyết chung. Ví dụ là chúng ta sẽ có các cái trường hợp nhất định để đưa ra lời khuyên đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng should hoặc shouldn't để đưa ra cái sự bắt buộc phải làm gì vì bản thân mình chủ quan thấy cần thiết thì chúng ta sẽ điền là must cộng verb. Nhưng mà nếu mà cũng là phải làm gì mà theo quy tắc quy định được đề ra thì chúng ta sẽ phải dùng là have to. Nếu mà quá khứ của have to sẽ dùng had to và phủ định sẽ dùng not. Not ở đây là tùy thì, ví dụ là don't, doesn't hoặc là didn't, tùy chủ ngữ. Bây giờ xin mời các em sẽ đến với phần câu trả lời. Câu số 1, nếu bạn muốn duy trì một cái cân nặng khỏe mạnh đúng không ạ? Thì bạn cái gì đó, các cái bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn chính. Thì đấy chúng ta là ở đây là chúng ta sẽ có là đưa ra một cái lời khuyên đúng không? Shouldn't, tức là không nên có những bữa ăn vặt đấy. Number two, tôi tuân thủ một cách nghiêm ngặt những sự chỉ dẫn của bác sĩ nếu mà muốn có được, tức là bị muốn muốn khỏe mạnh, khỏe 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 mạnh đấy, muốn tiến bộ hơn, muốn cải thiện sức khỏe hơn. Thì đây chúng ta sẽ dùng là I must là phải đấy. Number three, chính phủ cải thiện cơ sở vật chất, đúng không ạ? Cơ sở hạ tầng của các thành phố lớn để thúc đẩy kinh tế. Chúng ta có cụm là boost the economy, thúc đẩy kinh tế. Vậy chúng ta thấy là ở đây chúng ta sẽ thấy là đúng không ạ? Phải nên, ở đây cần một động từ nó mang nghĩa tích cực. Number four, những người sống ở những tòa nhà cao tầng tuân thủ những quy tắc an toàn, đúng không? Những cái quy tắc và những quy định an toàn một cách nghiêm ngặt. Vậy đây chúng ta thấy là trường họ phải tuân thủ theo quy định chung. Dùng have to. Number five, rất nhiều người phụ nữ trong quá khứ ở nhà chăm sóc trẻ con và làm việc nhà. Vậy chúng ta thấy ở đây là phải ở đây mà không phải là họ tự nguyện mà bắt buộc, thuộc về gọi là quy định quy tắc. Vậy chúng ta sẽ phải dùng have to, nhưng bởi vì quá khứ chúng ta sẽ chuyển thành had to nhé. Number six, bố mẹ của tôi tôn trọng cái sự lựa chọn công việc của tôi. Do vậy, đúng không ạ? Thì tôi gì gì đó, follow in their footsteps, gọi là đi theo cái bước chân của họ. Đây là đi theo cái định hướng của họ, tuân thủ theo truyền thống gia đình đấy. Vậy chúng ta sẽ gà cái tức là tôi không cần phải, đúng không ạ? Don't have to là không cần. Còn nếu bạn dùng mustn't tức là cấm không được, chưa đúng nghĩa ạ. Bây giờ xin mời các em đến với phần skills, chúng ta sẽ đến với phần listening. Listening. Activity 1. Listen to a talk about life expectancy. Put the information in the order you hear it. Ở đây là em sẽ nghe một bài nói về life expectancy là tuổi thọ. Hãy sắp xếp các thông tin theo thứ tự mà bạn nghe được. Ở đây chúng ta sẽ có các thông tin nhé. Thông tin đầu tiên, getting access to better medical care, có sự tiếp cận đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn. B, understanding age related diseases better, hiểu được về những bệnh liên quan đến tuổi tác tốt hơn. C, giving facts about life expectancy in some countries, đưa ra những cái thực tế về tuổi thọ ở một vài đất nước. D, understanding the importance of good health, hiểu được tầm quan trọng của một sức khỏe tốt. Tại đây chúng ta sẽ nghe thêm là các thứ tự chúng ta nghe được là gì đó. Good morning, everyone. As we know, over the last century, life expectancy has increased.
Many of the richest countries in the world have a life expectancy of over 80 years. For example, in 2022, the life expectancy in Switzerland, Singapore, and Italy was over 84 years, while in Hong Kong and Japan, it was above 85 years. The current life expectancy worldwide is over 72 years, and it is expected to go up. So why is it increasing? Well, there are many reasons for this. I'll talk about three of them. First, people nowadays can get access to better medical care that helps them stay healthy and live longer. Second, more people understand the importance of good health, so they break bad habits such as smoking and drinking and start practicing healthier lifestyle habits. In addition, people eat a more balanced diet and healthier foods. They're also more careful in choosing foods and drinks that are lower in sugar, salt, and fat. And finally, people nowadays have a better understanding of age-related diseases and how to treat them. This helps them to look after themselves better and prepare for any possible age-related diseases. So now let's move on to... Em đã nghe xong. Ở đây thứ tự của chúng ta như sau. Đầu tiên là phần C đưa ra những cái thực tế. Thứ hai là nói về phần A tiếp cận đến nền y học tốt hơn. Phần D là hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe. Và cuối cùng là hiểu được những căn bệnh liên quan đến tuổi tác tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái phần script để chúng ta nghe lại nhé. Good morning everyone. As we know, over the last century, life expectancy has increased. Many of the richest countries in the world have a life expectancy of over 80 years. For example, in 2022, the life expectancy in Switzerland, Singapore, and Italy was over 84 years, while in Hong Kong and Japan, it was above 85 years. The current life expectancy worldwide is over 72 years, and it is expected to go up. So why is it increasing? Well, there are many reasons for this. I'll talk about three of them. First, people nowadays can get access to better medical care that helps them stay healthy and live longer. Second, more people understand the importance of good health. So they break bad habits, such as smoking and drinking, and start practicing healthier lifestyle habits. In addition, people eat a more balanced diet and healthier foods. They're also more careful in choosing foods and drinks that are lower in sugar, salt, and fat. And finally, people nowadays have a better understanding of age-related diseases and how to treat them. This helps them to look after themselves better and prepare for any possible age-related diseases. So now let's move on to... Em đã nghe xong, chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Listen again and choose the best answers. Nghe lại và chọn đáp án đúng. Giờ đây chúng ta cũng đã vừa được nghe lại rồi. Vậy thì với dạng bài này thì chúng ta cũng không quên một động tác, đó là gạch chân keyword, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta hãy xem là cái đáp án của chúng ta là gì. Ở câu số 1 của chúng ta, đúng không ạ? Tuổi thọ ở các nơi giàu trên thế giới đó là trên 80 tuổi. Tuổi thọ ở Nhật Bản đó là trên 85. Ở đây các thông tin rất là rõ thì chúng ta có thể thấy màn hình ở đây ạ. Many of the richest countries in the world have life expectancy of over 80 years. Rất nhiều cái quốc gia giàu có trên thế giới có tuổi thọ hơn 80 tuổi. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 2 ạ. Câu số 2. Đó là thông tin. Trong đó ở Hồng Kông và Nhật Bản thì tuổi thọ là trên 85 tuổi, đúng chưa? Ở câu số 3 cũng tương tự như thế. Thông tin rất là rõ ràng. Các em có thể tìm thấy câu số 3, câu số 4 và câu số 5. Chưa? Về phần speaking, chúng ta sẽ làm việc thâu cập, thảo luận những cái mà thành phố tương lai có để mà công dân
Có cư dân có thể sống một cuộc sống rất là khỏe mạnh và trường thọ. Hãy điền các thông tin vào đây. Thế đây chúng ta thấy có các cái thông tin như sau. Ví dụ là robot, đúng không ạ? To take care of people health. Robot để chăm sóc sức khỏe con người. Modern vehicle that do not pollute environment. Phương tiện hiện đại mà không gây hại cho môi trường. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể thêm các ý. Ví dụ, number one, smart buildings with sensor technology to reduce waste and save resources. Những cái tòa nhà thông minh với những cái công nghệ cảm biến để giảm rác thải, đúng không ạ? Giảm rác thải và bảo vệ tài nguyên. Number two, AI technologies to improve people's safety and security. Công nghệ trí thông minh nhân tạo để giúp cải thiện cái sự an toàn cũng như là an toàn của con người. Number three, green space with more pedestrian zones and cycle path. Cái không gian xanh với nhiều cái khu vực gọi là dành cho người đi bộ và những cái khu vực dành cho người đạp xe. Xin mời các em đến với phần tiếp theo trong bài học hôm nay, đó là phần reading. Reading. Hãy đọc bài khóa và nối các cái tiêu đề từ 1 đến 3 với các đoạn văn từ A đến C nhé. Ở đây chúng ta có các tiêu đề 1, comparing to others, so sánh với những cái khác. Number 2, lack of understanding, thiếu sự hiểu biết. Và number 3 là lack of interaction, là thiếu sự tương tác. Vậy thì chúng ta hãy cùng đọc và chúng ta cùng điền vào đây thôi. Ở hầu hết các thành phố, ở hầu hết các nền văn hóa có một khoảng cách thế hệ generation gap giữa bố mẹ và con cái. Có rất nhiều lý do cho khoảng cách này. Đây là ba lý do. Chúng ta sẽ đọc phần này trước nhé. Bởi vì mỗi thế hệ thì được bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những sự thay đổi trong xã hội. Bố mẹ và con cái có thể nhìn thấy thế giới một cách khác nhau. Bên cạnh đó, những lối sống khác nhau khiến thật là khó cho bố mẹ và con cái có thể hiểu biết được một cách sâu sắc những cái suy nghĩ của nhau. Nhiều trẻ em, đúng không ạ? Nhiều người đứa trẻ em của cũng có vẻ lớn hơn một chút đấy, thậm chí còn cắt đứt tất cả các sợi dây liên lạc với bố mẹ của mình, cut all ties with. Vậy ở đây chúng ta thấy là đó là thiếu được cái gì đấy ạ? Thiếu ở đây là thiếu sự hiểu biết. Bởi vì chúng ta thấy rất là keyword rất là rõ. Ở đây là dường như là không hiểu biết lẫn nhau. Tiếp theo phần B. Busy work and school schedules often prevent parents and children from spending time together. After a long and stressful day at work, parents come home often feeling exhausted and have little time to spend with their children. This leads to a lack of communication and widens the generation gap. Những cái công việc bận rộn ở trường, ở nơi làm việc thường ngăn cản cha mẹ và con cái khỏi việc dành thời gian bên nhau. Sau một ngày làm việc dài vất vả, bố mẹ trở về nhà, đúng không ạ? Thường cảm thấy rất mệt mỏi, không có ít thời gian, không dường như có rất ít thời gian để dành cho con. Điều này dẫn đến thiếu sự giao tiếp và làm cái khoảng cách thế hệ nó ngày càng mở rộng. Vậy ở phần này chúng ta thấy rõ ràng là lack of interaction, thiếu cái sự tương tác với nhau. Và cuối cùng đương nhiên ở đây đó là comparing to others, so sánh. Nhiều cha mẹ cứ liên tục so sánh con này, con họ với con người khác, thậm chí là cái cách mà chúng cư xử như là trẻ con. Họ nghĩ tốt để cho con của họ thấy được những tấm gương tốt và cố gắng. Tuy nhiên thì điều này chỉ khiến cho khoảng cách xa hơn và khiến cho con cái họ mất tự tin. Nhiều đứa trẻ có thể bắt đầu cảm thấy ghét những người mà cứ hay đem ra so sánh. Chúng ta hãy cùng đọc lại bài khóa đúng không ạ? Và chọn true hay false. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ phải gạch chân những keyword. Vậy thế nào là keyword? Ở trong các cái câu này chúng ta sẽ thấy có những cái keyword. Ví dụ câu số 1, three reasons, đúng không ạ? Generation gap, parents, children mention. Vậy ở bài này đề cập đến ba lý do mà bố mẹ và con cái dường như là không có sự thấu hiểu nhau, đúng không? Vậy đây chúng ta thấy thông tin này là đúng hay sai các bạn? Thông tin này hoàn toàn đúng, bởi vì chúng ta thấy đề cập như sau. There are many reasons for this gap. Below are three of them. Có rất nhiều lý do cho khoảng cách này. Bên dưới là ba trong số các lý do đó, đúng chưa ạ? Tiếp theo là number 2, changes in society help parents and children get closer to each other. Những sự thay đổi trong xã hội giúp bố mẹ và con cái xích gần nhau hơn.
Vậy thì thông tin này chúng ta thấy chưa đúng rồi. Rõ ràng là chúng ta thấy cả cái đoạn này nói về sự không thấu hiểu, đúng không ạ? Cha mẹ và con cái dường như có cái lối sống khác biệt và không hiểu nhau. Number 3, despite their busy schedules, parents and children spend a lot of time together. Dẫu cho cái lịch trình rất bận rộn, bố mẹ và con cái dành rất nhiều thời gian với nhau. Vậy thông tin này chúng ta cũng thấy là chưa đúng, bởi vì chúng ta thấy trong bài có các thông tin sau. Ngăn cản, chúng ta có cụm prevent parents and children from spending time together, ngăn cản họ không có thời gian dành cho nhau. Number 4, parents don't have enough time for their children because they work long hours. Hoàn toàn đúng, bởi vì ngày nay bố mẹ không có thời gian dành cho nhiều cho con cái bởi vì bố mẹ phải làm việc rất là vất vả. Number 5, many parents believe that comparing their children with others is good for them. Nhiều người tin là việc so sánh con cái với người khác thì tốt. Thông tin này là đúng, bởi vì ở đoạn cuối đã đề cập rất là rõ, đúng không ạ? Dạ. Chúng ta sẽ đến phần cuối là phần writing. Chúng ta sẽ viết khoảng 101 cái bài văn nêu ý kiến, 120 đến 150 từ về cái chủ đề sau. Some parents often compare their old childhood to their children's experience today with the intention of teaching them good behavior. Do you think it's a good idea? Nhiều cha mẹ thường so sánh cái tuổi thơ của mình với cái trải nghiệm của con cái ngày hôm nay nhằm mục đích là dạy con những cái hành vi tốt. Bạn có nghĩ đó là một ý tưởng hay không? Thì đây chúng ta sẽ viết dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình, có thể viết là đó là một ý tưởng hay hoặc là không phải là một ý tưởng hay, và chúng ta nêu ra ít nhất là từ 2 đến 3 cái ideas lý giải tại sao lại như vậy, và chúng ta cũng có thể thêm các cái số liệu, các cái minh chứng, các cái ví dụ. Vậy thì em có thể có một cái gợi ý sau. Many parents compare their old childhood with their children's experience because they want to teach them good behavior. In my opinion, parents should not make such a comparison for two reasons. Cha mẹ thường so sánh cái tuổi thơ của mình với trải nghiệm của con cái bởi vì họ muốn dạy con hành vi tốt. Trong theo ý kiến của tôi thì cha mẹ không nên có cái so sánh như vậy bởi vì hai lý do sau. Firstly, parents and their children belong to different generations. Parents experience different social changes and grew up in different economic conditions. These changes and conditions have helped them form their opinions and behavior. However, many social norms have changed over the last decades. Therefore, it may be difficult to apply them to their children like nowadays. In addition, when children are compared to their parents, they may lose their confidence because they may think that they are not good enough. As a result, many of them will believe that their parents don't believe in their abilities and become afraid of living independently. Đầu tiên, bố mẹ và con cái thuộc về các thế hệ khác nhau. Bố mẹ trải qua những cái thay đổi về xã hội khác nhau và lớn lên ở những cái điều kiện kinh tế khác. Những sự thay đổi và điều kiện này đã giúp bố mẹ hình thành ý tưởng và quan niệm. Tuy nhiên, những cái quy chuẩn trong xã hội cũng thay đổi qua các thế kỷ, qua các thập kỷ. Do đó, có thể rất khó để áp dụng được chúng đối với cuộc sống của trẻ con ngày nay. Bên cạnh đó, khi trẻ con được so sánh với bố mẹ của mình, chúng cũng mất đi sự tự tin bởi vì chúng có thể nghĩ rằng chúng không đủ tốt. Kết quả là rất nhiều trong số đó sẽ tin là bố mẹ không tin vào năng lực cũng như sợ cái việc phải sống độc lập. In conclusion, parents shouldn't compare their life experiences with their children's experiences because of generational differences and the negative emotional feelings that this comparison may cause to their children. Tóm lại thì bố mẹ cũng không nên so sánh những cái trải nghiệm cuộc sống của mình với trải nghiệm của con trẻ, bởi vì những cái sự khác biệt thế hệ và những cái ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực cái mà cái việc so sánh này có thể gây ra cho con. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong Unit 4.